Thưa quý vị, ngày mai mùng 5 tháng 3, vụ án Vạn Thịnh Phát, một vụ án kinh tế nghiêm trọng với rất nhiều cái nhất như số lượng bị cáo lớn nhất, số tiền nhận hối lộ lớn nhất và số tiền thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực ngân hàng sẽ được đưa ra xét xử. Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, trong gần 11 năm, bị can Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã rút ruột chiếm đoạt số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng từ ngân hàng SCB sử dụng vào mục đích cá nhân. Số tiền này, 1 triệu tỷ đồng, tương đương với khoảng 10% GDP của cả Việt Nam trong năm 2023 vừa qua. Trong lịch sử tố tụng Việt Nam, đây sẽ là lần đầu tiên lãnh đạo một doanh nghiệp tư nhân bị truy cứu tội tham ô tài sản. Phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 3 tới ngày 29 tháng 4, được dư luận đặc biệt quan tâm và đặt nhiều tin tưởng và quyết tâm của lực lượng chức năng trong xử lý tội phạm tham nhũng đến cùng. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Theo kết luận điều tra, Trương Mỹ Lan là chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sở hữu lên tới 1.000 công ty con trong và ngoài nước. Lãnh đạo các công ty này đều là người nhà, người thân tín của Trương Mỹ Lan. Sau khi hợp nhất 3 ngân hàng thành một ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan mặc dù không nắm chức vụ tại ngân hàng SCB nhưng lại là cổ đông chính ở đây. Từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, bà này đã nhờ người đứng tên thâu tóm, nắm giữ số lượng cổ phần gần tuyệt đối của ngân hàng SCB từ 85% đến 91,5% cổ phần. Qua đó, trở thành cổ đông có quyền lực nhất để thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, phục vụ cho mục đích cá nhân. Sử dụng SCB như một công cụ tài chính, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm lập khống hồ sơ vay vốn để rút tiền trong SCB, vốn là tiền người dân, khách hàng gửi vào. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cáo buộc, từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ giải ngân 2.527 khoản vay với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng. Tính đến tháng 10 năm 2022, thời điểm khởi tố vụ án, nhóm bà Lan còn 1.284 khoản vay với dư nợ 677.200 tỷ đồng. Hiện các khoản nợ này không có khả năng thu hồi. Với việc truy tố 3 tội danh, đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản, bị can Trương Mỹ Lan là chủ doanh nghiệp tư nhân đầu tiên bị xử tội tham ô theo quy định kể từ khi Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017 có hiệu lực. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Niên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, theo kết luận điều tra, bà Trương Mỹ Lan đã dùng hết quyền, hết cách của mình thông qua nhiều con đường, cách thức để chuyển hơn 304.000 tỷ đồng trong một tổ chức tín dụng, huy động từ nhiều nguồn thành tài sản cá nhân để tự mình định đoạt. Hành vi này đã để lại hậu quả cho nhà nước, cho nhân dân quá nặng nề. Trên thế giới, nhiều nước đã xử lý tham nhũng trong khối tư nhân. Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng với kinh tế quốc tế, thì việc đấu tranh xử lý tội phạm tham nhũng trong khu vực tư là tất yếu. Đây là lần đầu tiên chúng ta xét xử một lãnh đạo, một chủ doanh nghiệp tư nhân, một tập đoàn lớn của Việt Nam về hành vi tham ô tài sản. Đồng thời là tôi cũng đánh giá đây là một trong những vụ có mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bởi vì chúng ta cái giá trị thiệt hại nó rất là to lớn. Đây sẽ là vụ án mang tính chất điển hình và là tiền đề cho công tác xử lý việc tham ô tài sản trong lĩnh vực tư nhân nói riêng và hoạt động phòng chống tham nhũng của chúng ta nói chung. Có lẽ trong lịch sử của Việt Nam chưa bao giờ có những vụ án nào với cái mức độ thiệt hại về mặt tài chính lớn như vậy, đặc biệt đối với hệ thống ngân hàng cổ phần. Những con số có thể nói là nó chiếm tới tỷ lệ phần trăm của GDP. Nó có thể so sánh với những cái quy mô của những cái cuộc tham nhũng tư nhân lớn nhất của thế giới trong hệ thống ngân hàng. 40 tỷ đô la trên dưới xét ở góc độ tổng thiệt hại, hoặc là tổng cái tiền thất thoát, hoặc là tổng cái tiền mà cho vay sai. Những con số như vậy có thể nói nó là chưa từng có, kể cả trong lịch sử ngân hàng Việt Nam cũng như trên thế giới. Đây là những khu đất vàng của bà Trương Mỹ Lan tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây, Vạn Thịnh Phát sở hữu hàng loạt bất động sản lớn tại những vị trí đắc địa nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sau lưng tôi là tòa nhà Times Square của tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại phố Nguyễn Huệ, quận Nhất. Đây là vị trí vàng đắc địa của thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát đối với tài sản là bất động sản, cơ quan điều tra đã kê biên, tạm giữ nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Dư luận xã hội đặc biệt quan tâm tới phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong phiên tòa diễn ra vào ngày mai. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh với người dân thành phố trước ngày phiên tòa diễn ra. Xét xử đúng người đúng tội chứ. Đâu, bà làm được phải trả được cho người ta chứ không? Dạ, bà Trương Mỹ Lan cũng phải chịu trách nhiệm. Tại vì mình làm mà có thua lỗ, có lợi thì mình hưởng, mà có hại thì mình phải chịu trách nhiệm. Tại Hà Nội, dư luận cũng tin tưởng và mong chờ một bản án nghiêm minh, đúng người, đúng tội và triệt để với những mức án phù hợp. Một cái tham ô mà tôi, nếu như tôi, ta mới chỉ nói là hàng ngàn tỷ đồng, bây giờ con số đến hàng trăm ngàn tỷ đồng, rồi câu chuyện hối lộ như thế, vân vân, câu chuyện là biến tất cả cái hoạt động của gọi là cái cơ quan ngân hàng trở thành cái hoạt động phục vụ cho lợi ích của một tư nhân như vậy. Thì theo tôi là hành động mà có thể nói rằng là nhân dân rất công phẫn và đang rất mong đợi cái phiên tòa này xử càng sớm càng tốt. Ngoài bị cáo Trương Mỹ Lan, 85 bị cáo khác cũng bị truy tố. Trong số này, đáng chú ý có Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước bị truy tố về hành vi nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn lên đến 5,2 triệu đô la Mỹ. Trong quá trình khởi tố, điều tra vụ án này, cơ quan chức năng đã xác định có 7 người giữ các chức vụ cao của Ngân hàng SCB đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan, nhưng các bị can này đều đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã. Tuy nhiên, trong vụ án này, cơ quan điều tra đã đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, tòa án cấp sơ thẩm truy tố, xét xử vắng mặt đối với những bị can hiện vẫn đang bỏ trốn để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung. Đối với các đối tượng là người Việt, quốc tịch Việt Nam, có đủ căn cứ chứng minh rằng anh đã phạm tội, đủ căn cứ điều kiện để đưa ra xét xử, thì tiếp tục quyết định xét xử vắng mặt. Đây là chủ trương thống nhất, không chỉ riêng đối với vụ án này mà nhất quán đối với bất cứ vụ án nào. Thưa quý vị và các bạn, việc xét xử vắng mặt các đối tượng trong các vụ án tham nhũng kinh tế giúp đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án, tạo sức răn đe theo tinh thần trốn cũng không thoát, đồng thời giúp ngăn ngừa các hành vi tẩu tán tài sản tham nhũng. Vụ án Vạn Thịnh Phát được đưa ra xét xử trong một thời gian rất ngắn kể từ khi khởi tố, cho thấy sự quyết tâm của lực lượng chức năng trong xử lý tham nhũng đến cùng. Sáng nay, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cùng Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov đã chủ trì đối thoại chiến lược ngoại giao quốc phòng an ninh Việt-Nga lần thứ 13. Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, Việt Nam luôn biết ơn sự giúp đỡ chí tình và hiệu quả mà Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam nhất quán chính sách coi trọng, củng cố và tăng cường hợp tác với Nga, bày tỏ mong muốn thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước. Hai bên đánh giá cao những kết quả tích cực đạt được trong hợp tác song phương thời gian qua, đặc biệt là trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao trong năm 2023 được triển khai sôi động, tạo cơ sở thuận lợi cho thúc đẩy hợp tác và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov khẳng định, Nga coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ thực chất với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác tin cậy của Nga, đề nghị hai bộ ngoại giao tiếp tục phát huy tốt vai trò điều phối trong triển khai các thỏa thuận song phương, thúc đẩy tháo gỡ các vướng mắc, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng, đáp ứng nhu cầu phát triển tại mỗi nước. Sáng nay tại huyện ủy Thanh Oai, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y Phó Bí thư huyện ủy Thanh Oai với đồng chí Nguyễn Khánh Bình, nhiệm kỳ 2020-2025. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Khánh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá đồng chí Bình là cán bộ trẻ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo bài bản, hơn 4 năm luân chuyển từ thành đoàn về huyện làm phó chủ tịch. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn có tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công việc, nhất là giai đoạn phòng chống dịch COVID, đồng chí đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội của huyện. Trước mắt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Hội đồng Nhân dân huyện Thanh Oai
sớm tổ chức kỳ họp để giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với đồng chí Nguyễn Khánh Bình. Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, thời gian tới, đồng chí Nguyễn Khánh Bình sẽ cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đoàn kết, thống nhất, tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Thưa quý vị, nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan báo chí thủ đô. Ngay từ đầu năm, những nội dung và loạt bài về công tác xây dựng Đảng đã được các cơ quan báo chí đưa vào kế hoạch và được triển khai bài bản. Hội đồng chuyên môn của báo Thủ đô đã xây dựng một kế hoạch tổng thể để tham dự các giải báo chí của Trung ương, các bộ ngành và thành phố. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đầu tư để cho các tuyến bài tham gia các giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội. Các phóng viên khi mà đăng ký rồi làm đề cương để xây dựng các loạt bài thì đều nhận được cái sự đóng góp của các thành viên trong hội đồng chuyên môn. Nhờ vậy mà các tác phẩm báo chí đang dự giải đều mang trí tuệ của tập thể. Sự quan tâm và đầu tư ngày một nhiều hơn vào mảng đề tài công tác xây dựng Đảng đã giúp cho các cơ quan báo chí có thêm nhiều tác phẩm chất lượng cao, gần gũi đời sống và có tính thuyết phục cao. Vấn đề xây dựng Đảng thì chúng tôi quan tâm bằng cách là theo dõi các cái thông tin trên các cái đài báo chính thống của Trung ương, của thành phố. Có những cái thông tin mới là chúng tôi lựa chọn và chúng tôi đã tiếp cận ngay lập tức. Tôi là một người đảng viên, từ tôi thường xuyên quan tâm đến đọc báo chí để làm sao mà cập nhật những sự chỉ đạo mới nhất của Đảng để chúng tôi huy động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện chính sách của Đảng và nhà nước. Viết về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tuy khó, nhưng đây cũng là mảng đề tài hấp dẫn bởi tính nhân văn và lý tưởng cao đẹp. Chính vì thế mà giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội được tổ chức hàng năm, ngày càng có sức hút và sự lan tỏa sâu rộng. Thông qua tác phẩm, các phóng viên, nhà báo cũng thể hiện sứ mệnh của mình, không chỉ phản ánh, mô tả mà còn đóng góp sâu sắc, hiệu quả và trách nhiệm hơn vào cuộc sống xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng. Năm 2023 là năm thứ 6 liên tiếp giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội được tổ chức, quy mô ngày càng lớn hơn. Điều này khẳng định sự quan tâm đặc biệt của thành phố trong việc phát huy vai trò của báo chí, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Hà Nội. Năm 2023, giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ 6 tiếp tục thu hút sự tham gia, hưởng ứng của nhiều cơ quan báo chí. Đã có 156 tác phẩm của 30 đơn vị, cơ quan báo chí được gửi về ban tổ chức giải. Trong đó có 52 tác phẩm báo in, 78 tác phẩm báo điện tử, 5 tác phẩm phát thanh và 21 tác phẩm truyền hình. Trong quá trình mà tác nghiệp của tôi thì tôi đã được thẩm thấu và lắng nghe những cái ý kiến lãnh đạo chỉ đạo của các đồng chí thường trực thành ủy, ban thường vụ thành ủy. Từ đó thì chúng tôi cũng đã có được nhiều cái bài học kinh nghiệm sâu sắc. Để khi mà chúng tôi triển khai những cái bài viết trong lĩnh vực xây dựng Đảng thì chúng tôi có một cái thực tế sinh động để có thể truyền tải một cách dễ hiểu và phong phú sinh động hơn. Theo đánh giá của các thành viên hội đồng chấm giải, các tác phẩm báo chí tham dự giải năm nay có chất lượng tốt, đồng đều giữa các cơ quan báo chí trung ương, ngành và báo chí Hà Nội. Nhìn chung các tác phẩm tham dự giải đã thông tin, phản ánh bao quát, tổng hợp nhiều vấn đề, nội dung trong công tác xây dựng Đảng. Hầu hết các tác phẩm đều bám sát các chương trình, đề án công tác, sự chỉ đạo của thành ủy, nhất là đối với các nhiệm vụ trọng tâm đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nghị quyết đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống. Có rất nhiều các tác phẩm là viết với một cái tâm huyết, trách nhiệm và rất là phải nói rằng là có trách nhiệm với trong công tác xây dựng Đảng cũng như là với hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội. Tức là người ta viết có những cái vấn đề nội dung từ cái thực tiễn trong cái cuộc sống sinh động và người ta đề xuất được những cái nội dung giải pháp, tôi cho rằng là rất là thiết thực và hiệu quả. Những tác phẩm này là kết tinh tâm huyết, trí tuệ, tình cảm và trách nhiệm của những người làm báo đối với thủ đô, đồng thời thể hiện tinh thần lao động nghiêm túc, sáng tạo, trách nhiệm của những người làm báo, các cơ quan báo chí trước các vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội trong quá trình xây dựng và phát triển thủ đô.
Tiếp nối chương trình là những thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật. Kỳ hóa đơn tiền điện tháng 2 năm 2024 của nhiều khách hàng trên địa bàn Hà Nội được ghi nhận tăng mạnh so với tháng trước, khiến nhiều người dân Hà Nội bất ngờ. EVN Hà Nội cho biết, từ tháng 2, tổng công ty áp dụng việc thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ chuyển về cuối tháng nên việc thanh toán tiền điện có sự thay đổi theo. Kỳ ghi chỉ số lần này được tính trên số ngày thực tế sử dụng điện, kéo dài từ 48 đến 50 ngày so với trước là 29 đến 30 ngày, nên số tiền điện mà khách hàng phải chi trả cũng tăng theo số ngày thực tế sử dụng. Trước băn khoăn của khách hàng về gộp 2 tháng tiền điện sẽ khiến tiền điện tăng theo bậc lũy tiến, EVN Hà Nội khẳng định quyền lợi của khách hàng luôn được đảm bảo. Năm 2024 là năm cuối cùng thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình cũ. Từ năm 2025, kỳ thi sẽ được điều chỉnh để phù hợp với lứa học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo đó, những học sinh chưa đỗ kỳ thi tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông, đã được học theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh. Tuy nhiên, Bộ chưa đưa ra phương án thi cụ thể cho nhóm thí sinh này. Thưa quý vị, chỉ trong thời gian ngắn nữa, người dân thủ đô có thể tận mắt tham quan ngựa thồ C-130, máy bay vận tải cỡ lớn của quân đội Mỹ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, sắp khai trương tại phường Tây Mỗ và Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, nằm sát Đại lộ Thăng Long. Hiện vật có kích thước lớn đặc biệt này có tuổi đời gần 70 năm, đã trải qua rất nhiều công đoạn hết sức vất vả để có mặt được ở Hà Nội. Trong đó có các quy trình tháo dỡ, vận chuyển và lắp ráp. Tiếp nhận C-130 về trưng bày ở Hà Nội là mong mỏi của nhiều thế hệ cán bộ Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, bởi đây là hiện vật thể hiện thắng lợi vĩ đại của dân tộc, chiến lợi phẩm quan trọng mà quân đội nhân dân Việt Nam thu được khi đánh thắng đế quốc Mỹ. Không hề giống các hiện vật thông thường được trưng bày trong bảo tàng, đây là chiếc C-130, chiếc máy bay vận tải được trang bị cho Không quân và Hải quân Mỹ năm 1956 để tham chiến tại Việt Nam. Thuộc thế hệ C-130 đầu tiên, sử dụng động cơ phản lực cánh quạt Allison T-56 ba lá, còn được mệnh danh là ngựa thồ 34 tấn, phương tiện vận tải đường không chủ lực của quân đội Mỹ ở Việt Nam. Sau ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam thu được 7 chiếc máy bay C-130 và đã bổ sung ngay vào lực lượng phục vụ cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam. Toàn bộ được xếp lên 5 cái xe siêu trường siêu trọng để đưa ra Hà Nội. Đặc biệt là cái thân máy bay là chúng tôi phải giữ nguyên, cho nên là nó có kích thước nó dài gần 30 mét và bề ngang là rộng gần 5 mét. Đây là một cái kích thước mà thách thức đối với cả đoàn công tác vận chuyển. Khi mà qua những cái khổ đường hẹp hoặc là những cái đường quanh co đèo dốc hoặc là qua những cái khu vực mà có nhiều cầu vượt trên cao. Hành trình về Hà Nội từ thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1.700 km. Nhưng thực tế, đội vận tải đã phải chọn quãng đường hơn 1.800 km bởi phải tránh tất cả các cầu trọng tải yếu, các đường có cua gấp, dốc cao hay các trạm soát vé. Tổng cộng đã có 10 xe vận chuyển và hộ tống, chưa kể sự hỗ trợ của cảnh sát giao thông và kiểm soát quân sự từng địa phương. Các đoàn tiền trạm đo đạc, khảo sát. Chúng tôi hiện nay đã di chuyển toàn bộ những hiện vật thể khối lớn ngoài trời và những hiện vật khác là những vũ khí khí tài đã được sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ cũng như là trong cái giai đoạn huấn luyện sẵn sàng chiến đấu mà chúng tôi đã sưu tầm nhiều năm trước đây, do là không có vị trí, không có đủ diện tích để lưu giữ, bảo quản, phát huy giá trị của hiện vật để có thể hoàn thiện giai đoạn 1 và đưa vào phục vụ khách tham quan vào giữa năm 2024. 13 năm trước, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã nhận quyết định chuyển giao máy bay C-130 về làm hiện vật trưng bày. Nhưng bảo tàng tại 28A đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình không đủ diện tích. Khi dự án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tại Nam Từ Liêm hoàn thành, người dân thủ đô có thể thoải mái nhìn tận mắt chiến lợi phẩm quan trọng mà quân đội nhân dân Việt Nam thu được khi đánh thắng đế quốc Mỹ. Được biết, trong 4 bảo vật quốc gia mà bảo tàng sở hữu, hiện nay đã vận chuyển và lắp đặt xong 3 bảo vật, chờ ngày ra mắt công chúng.
Thưa quý vị, đây là một chiếc thùng rác thông minh được trang bị trên nhiều tuyến phố của Hà Nội. Chắc hẳn quý vị và các bạn đâu đó đã từng nhìn thấy và với nhiều người thì nó khá quen thuộc. Gọi là thùng rác thông minh vì những chiếc thùng rác này có ngăn phân loại rác thải phân hủy và rác không phân hủy. Thùng rác phía dưới kết hợp với biển quảng cáo phía trên và những tấm biển LED quảng cáo này khi tối sẽ tự động phát sáng do sử dụng hệ thống pin năng lượng mặt trời. Vâng. Và được biết thì Hà Nội có khoảng 11.000 thùng rác như thế này được lắp đặt ở khắp các tuyến phố. Thùng rác thông minh, hiện đại nhưng cần người ý thức. Bởi lẽ nếu người dân vẫn vô tư xả rác bừa bãi thì dù có nhiều hơn thùng rác được lắp đặt, Hà Nội vẫn không thể xanh, sạch, đẹp. Những túi rác được đặt ngay cạnh thùng rác chứ không phải bên trong thùng. Hàng chục thùng rác thông minh được đặt nối tiếp trên đường Xuân Thủy. Nhưng rác thải vẫn tràn lan gây mất vệ sinh. Bên trong thùng, rác cũng không hề được phân loại hoặc thậm chí úp ngược lên như thế này. Gần một tiếng đồng hồ ghi nhận thực tế, tuy nhiên khá ít người thực hiện phân loại rác theo hướng dẫn. Một vài trường hợp có ý thức phân loại rác như trường hợp của cô sinh viên này. Rác thải mà mình nghĩ là tái chế được thì mình để sang một bên. Có những thứ mà mình thấy là nó không có thể tái chế được nữa thì mình phân loại nó sang và dồn sang một cái bên còn lại. Thì đối với mình đây là một trong những cái hành động nó rất là thiết thực để giảm nhẹ đi gánh nặng cho các cô bác lao công. Nhưng mà thực tế mình thấy là cũng không nhiều bạn quen được cái thói quen này và mọi người vứt rác khá là tùy tiện. Rác bé thì người ta có thể cho thùng nhưng mà những rác mà gia đình dùng thì dùng người ta gom vào túi xong để ngoài. Nói chung là mình làm thì nó phải có tác dụng của nó, chứ đến khi mà nó bị phản tác dụng thì nó không hoàn toàn bị bất cập. Trong con ngõ nhỏ này, hàng chục đến hàng trăm kg rác thải vẫn được thu gom hàng ngày. Việc thu gom theo cách truyền thống cũng khiến công việc của các công nhân môi trường khá vất vả. Vất vả vì rác thì lượng rác thì rất nhiều và nhất là những cái ngày cuối tuần là nhiều lắm. Có ý thức thì người ta buộc gọn gàng, người ta ấy cẩn thận cho mình, còn những cái người vương vãi bừa ra đất thì mình lại phải vơ, mình phải nhặt gọn vào để cho nó sạch sẽ. Theo luật tài nguyên môi trường, chậm nhất tới ngày 31 tháng 12 năm nay, các địa phương trên cả nước sẽ thu phí rác thải dựa trên khối lượng hoặc thể tích theo nguyên tắc ai hộ nào xả nhiều rác sẽ trả nhiều tiền. Quy định này sẽ tác động tới ý thức của cộng đồng trong việc giảm lượng rác thải phát sinh. Cũng còn 10 tháng nữa là đến thời hạn người dân Hà Nội sẽ phải phân loại rác tại nguồn. Quay trở lại với những thùng rác thông minh, có hai ngăn phân loại rác tại nhiều con phố của Hà Nội. Đã 4 năm tồn tại, nhưng những thùng rác này vẫn đang chờ ý thức của người dân để thực sự phát huy tác dụng.